Vâng, xin chào tất cả anh chị đã trở lại với xe đam mê có địa chỉ đối diện khách sạn Trường Thành, đường An Định, thành phố Hải Dương. Một mẫu xe phải nói là vô cùng đẹp. Các bác nào yêu cái vẻ đẹp quyến rũ, trẻ trung và năng động và nhiều cái công năng option, và đặc biệt chiếc xe này, bác nào yêu sự mạnh mẽ thì các bác có thể tham khảo mẫu xe này. Đấy, và hôm nay chiếc xe này sẽ được bán tri ân một giá không thương lượng cho các bác, một giá tốt nhất là 495 triệu đồng cho chiếc Senato bản full 2017 các bác nhé. Cái này là bản full 2.0 đấy, lúc mới thì nó đắt hơn bản 1.6 khoảng 80 triệu, nhưng giá thì tri ân cho các bác ngày hôm nay là 495 triệu, không có giá thứ hai. Bác nào cảm thấy hợp lý rồi thì alo, còn các bác nào mong muốn là có giá tốt hơn thì xin lỗi, thành thực xin lỗi các anh chị là không thể đáp ứng được nữa, bởi vì cái giá xe thời điểm bây giờ là cắt lỗ để bán tri ân cho các anh chị rồi. Thì đây là một chiếc Senato, các anh chị có thể thấy rằng nó là full công nghệ option, thì Senato được mệnh danh là một ông vua công nghệ trên thị trường Việt Nam. Đấy. Xe màu trắng mẹ mắng cũng mua, và tất cả sản phẩm xe và đam mê đều được bảo test chính hãng, cam kết bảo hành 1 năm sử dụng một khoang động cơ. Và có văn bản cam kết các anh chị là xe không đâm xô, không thủy kích ngậm nước, là máy móc là nguyên zin. Được chưa ạ? Đó. Ánh sáng ngoài trời thì nó rất đầy đủ và rõ ràng để anh chị xem một cách nó chi tiết và đầy đủ luôn hơn. Vậy thì các bác hãy đi quanh một vòng ngoại thất để ngắm toàn cảnh chiếc xe, xem thực sự nó đẹp như thế nào và chất lượng nó ra sao, để chúng ta có thể định hình luôn chiếc xe. Senato các anh chị có thể thấy rồi, nó là full công nghệ nên đèn trước đèn sau nó là full LED và đèn bi tinh cầu thủy tinh, và cảm biến cảnh báo va chạm phía trước và phía sau, 4 phanh đi ABS và la răng phay xoắn các bác nhé. Đó, điều hòa auto tự động hai vùng độc lập, số tự động, có eco tiết kiệm nhiên liệu và sport thể thao, cực kỳ là mạnh mẽ và có gãy số vô lăng. Được chưa ạ? Có cửa sổ lóc các bác nhé. Đấy, các bác có thể thấy rằng một chiếc xe nó đẹp mịn màn luôn, không chê vào đâu được, và không chê vào đâu được các bác ạ. Đó. Tất cả sản phẩm xe và đam mê thì chúng tôi đã tuyển chọn một cách rất kỹ lưỡng, và các bác lát nữa các bác đi phần gầm thì mới thấy được giá trị chất lượng một cách toàn diện nhất của chiếc xe. Xe này thì có trang bị cảm biến khóa mở cửa cả hai bên, đèn tích hợp bao rẽ trên gương, nói chung là không thiếu một cái công năng và công dụng gì cả. Option đó là nhiều nhất ở trong phân khúc hạng C các anh chị nhé. Đấy, cái này số tự động. Đấy, lốp thì Continental là lốp theo xe. Đây, vậy thì xin mời các bác có thể đi ngay vào phần đèn. Thì các anh các chị có thể thấy rằng Senato đã thiết kế ở cái hiệu ứng đèn kéo dài 3 chiều, nhưng chất lượng của phần đèn thì các bác có thể thấy đây. Đấy, nó đẹp như thế này qua thời gian nhé, không một tì vết luôn. Đấy, đèn giải đèn led thì bị ban ngày này, đèn bi tinh cầu thì tinh siêu sáng rồi. Đó, siêu sáng các bác nhé. Đó, rất tuyệt luôn. Và phần dưới này là có cảm biến cảnh báo va chạm phía trước và phía sau các anh chị nhé. 4 mắt phía trước, 4 mắt phía sau, mà mặt ga răng hình mũi hổ là ngôn ngữ thiết kế của Kia. Đấy, những thanh mạ chrome, và ở phần dưới tản nhiệt là nhựa nhưng hình kim cương rất là đẹp. Đấy, qua thời gian các bác có thể thấy rằng một chiếc xe quá chất luôn. Đó, và ngày hôm nay bán chiên cho anh chị một cái mức giá như thế này thì chắc là không có cái cơ hội nào tốt hơn cho một bản full 2.0. Đấy, các anh chị này. Đó. Và về bên cạnh thì nó có thể đẹp hơn nữa với bộ la răng và 4 phanh đi ABS. Các bác có thể thấy bộ la răng này. Đấy, phay xoắn nhé, phay xoắn rất là đẹp luôn. Và đèn tích hợp bao rẽ trên gương thì đây. Đấy, đây ạ, đèn tích hợp bao rẽ trên gương này các bác này. Đấy, và cảm biến khóa mở cửa thì đây. Đấy, từ cái tay nắm cửa cũng rất điệu đà và đẹp. Đấy, cảm biến khóa mở cửa ở giữa là thanh mạ chrome nhé. Đấy, từ cái tay nắm cửa quay kỹ cho các bác này. Đó, đây ạ. Đấy, lốp Continental. Đấy, cổ. Được chưa ạ? Đây, lốp này, chính hãng của nó này, Continental. Vậy thì phía sau thì nó thiết kế cái đèn cũng được kéo dài với hiệu ứng 3 chiều. Đấy, cộng hưởng với giải full LED thì nó rất là đẹp, và đuôi gió, cánh gió thể thao các anh chị này. Và có cảm biến cảnh báo va chạm phía sau. Nhưng con này thì đặc biệt là xe được lên Nippo thể thao. Đây này, Nippo thể thao. Đấy, được chưa ạ? Các bác nhé. Đấy, Lipo thể thao rất là đẹp luôn. Vậy thì xin mời các bác đi phần cốp sau xem thực sự nó như thế nào. Thực sự Senato đã lấy lòng người tiêu dùng một cách rất là mãnh liệt các anh chị ạ. Đấy, với những cái vẻ đẹp và trang bị nhiều cái tính năng option thì các bác có thể từ cái chốt này, chốt này, lỉ, đây là lỉ nha. Đấy, các bác nha. Đấy, và cốp thì cũng khá là rộng rồi. Đấy, và các bác muốn rộng nữa thì rất là đơn giản, cần kéo này gập hàng ghế sau vào. Ok. Đấy, cái này thì chủ nhân mua thêm này. Còn nó theo xe của nó thì đây. Đấy, lỉ của nó thì còn mới tinh này các bác này. Đấy, còn mới tinh không một tì vết nhá. Đấy,
Và phần ở dưới này thì đương nhiên nó là lốp dự phòng và đồ theo xe. Đây ạ. Đấy. Còn tôn sắt thép thì các bác yên tâm là cứ mới tinh này. Đấy, cứ mới tinh nhé, đảm bảo cho các bác xe mà đam mê bán hàng thì có cam kết có bảo hành rồi, nên các bác hết sức yên tâm. Đây phần cốp sau, mọi thứ còn rất sạch đẹp và ngon này. Đó. Vậy thì tôi đóng cái cửa này vào và các bác đi luôn đến phần nội thất. Mà cứ nói lên phần nội thất của chiếc xe Senato thì ngồi lên đã cảm thấy nó tuyệt vời rồi. À, các bác có thể thấy ngay ở bản Tablo Tamly thì ngoài cái gương kính chỉnh điện và ưu tiên tất cả nó đều là kính auto thì nó có hai vị trí như ghế các bác nhé. Các bác có thể ra vào thì ghế nó tự đưa về cái vị trí các bác đã nhớ rồi. Và bản Tablo Tamly nhựa kết hợp với bọc da và chủ nhân cũng rất là cẩn thận để bọc cái này là chống xước này, chống trầy cũng rất là hay này. Đường kim mũi chỉ này, các bác là nguyên zin nguyên bản nhé. Đấy, được cái nội thất màu kem, đây ghế chỉnh điện này. Rất ok, bản full này, tem mác này. Đấy, và từng con ốc này. Đấy, từng con ốc các bác nhé. Bozin các bác này. Từng con ốc canh cửa này, tất cả vị trí ốc nguyên vạch sơn. Đấy, nguyên vạch sơn nhà máy lắp ráp này. Đấy, chuẩn men nhé. Và cái này có chống trơn chống trượt cân bằng điện tử mà ánh sáng màn hình và cửa gió rất là đẹp. Đấy. Và đặc biệt vô lăng thì nó tích hợp vô số các chức năng, tăng giảm âm lượng, chuyển máy hát ngắt tiếng, nghe gọi điện thoại rảnh tay, cài đặt cho xe và ga tự động cruise control các bác nhé. Rất nhiều và đèn auto. Đấy. Rất nhiều, nói chung là rất nhiều các chức năng. Đấy, có gãy số vô lăng này. Đấy, rất nhiều này. Có đồng hồ số này, có đầu đĩa DVD này, có màn hình cam lùi và mọi vấn đề. Không thiếu một cái gì, gương chống chói chỉnh điện các anh chị nhé. Đó. Cái này là gương chống chói chỉnh điện này. Đấy, cửa sổ lock này. Đấy, được chưa ạ? Hệ thống lọc không khí này. Điều hòa auto hai vùng đồng lập này. À, những dòng chữ nó còn đỏ au như mới luôn. Đấy, và dưới này thì có những cổng USB và cổng cắm sạc 12V, cắm tai nghe. Nói chung nó rất là đầy đủ các anh chị nhé. Củ số này, vô lăng củ số các bác nhìn này. Đấy, cảm biến cảnh báo va chạm này, chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu và sport thể thao này. Đấy, cái này là có cả chế độ rất nhiều. Đấy, rất nhiều luôn, hộp để cốc cũng tinh tế này. Đề lộ thông minh, tất cả mọi thứ củ số nguyên zin nguyên bản đẹp như này. Đề lộ thông minh, nói chung là nó miên man. Các công nghệ và bản Tablo Tamly thì các bác nhìn giúp em. Đó, rất nhiều. Nói chung rất nhiều công nghệ. Đấy, và các bác có thể ngắm nhìn và tự đánh giá về sản phẩm. Đấy, thì tôi cũng cố gắng quay một cách chi tiết và ghế đủ lỗ thông hơi rất là sang xịn, mịn và đẹp. Đây các anh chị nhé. Đó, ghế đó càng đét luôn. Và hàng ghế sau thì nó cũng không kém phần rộng rãi và có trang bị cửa gió điều hòa phía sau. Và hàng ghế phía sau đây cũng rất sang xịn luôn các anh chị này. Đấy, ok nhé. Rất đẹp luôn và có bệ tì tay để cốc thì các bác có thể là đi đông người thì gấp nó lên, còn đi hai người thì để nó xuống để chúng ta tì tay và để cốc thì rất ok. Và có cửa gió điều hòa phía sau này. Nó trang bị thì rất nhiều cái tính năng của option, các bác có thể thấy đấy, nó miên man. Đấy, trần thì vẫn bọc nguyên ni lông luôn. Đấy, bọc nguyên ni lông luôn. Đó, các anh chị có thể thấy ngay được giá trị và chất lượng của chiếc xe nó như thế nào rồi. Thực sự nó có hoàn hảo luôn đúng không ạ? Đó, các bác có thể ngắm nhìn nha. Và đây, ở góc nhìn của bên phụ thì các bác có thể thấy rằng mọi thứ nó cũng còn như máy tinh. Từng con ốc đây, này, vàng bảy màu luôn. Đấy, để nó chi tiết. Đấy, các bác có thể thấy nhé. Và lát nữa các bác đi xuống phần gầm thì mới thấy được hết giá trị của chiếc xe được. Đấy, sau chương trình này thì chúng ta đi xuống phần gầm luôn các anh chị nhé. Bốn phần đĩa. Đây nữa ạ. Đó. Rất tuyệt luôn. Và tôi làm clip thì cố gắng làm nhanh và chi tiết đầy đủ để anh chị không mất thời gian. Đó các bác nhé. Không mất thời gian. Vậy thì xin mời các bác đi luôn khoang động cơ ạ. Vâng, vậy thì xin mời tất cả anh chị chúng ta có thể đi đến khoang động cơ, linh hồn và trái tim của chiếc xe. Thì đây, nguyên zin nguyên bản. Đây, tất cả các bác thấy từ tem từ mác này. Đây này, tất cả nhé. Máy còn trắng sáng như mới luôn. Đấy, các bác có thể thấy và cảm nhận chất lượng. Đấy. Đấy, xe nguyên zin nguyên bản, bao zin từ con ốc luôn các bác ạ. Bao zin từ con ốc nhé. Được chưa ạ? Chân ốc máy này, tem mác này, chân ốc máy này, nguyên vạch sơn này. Tất cả là nguyên zin nguyên bản luôn. Đấy, theo dàn cò bao zin cho các bác nhé. Đấy, tất cả nó bao zin cho các bác luôn. Được chưa ạ? Để các bác yên tâm. Sở hữu những mẫu xe tại xe và đam mê thì các bác hết sức yên tâm rồi. Bán xe đều có cam kết bảo hành 1 năm sử dụng. Đấy, lỗi thì tặng xe các bác, nên các bác rất là yên tâm. Đấy, có vấn đề gì các bác cứ mang trả lại xe, chúng tôi có trách nhiệm và nhận lại. Đây, ra máy này, nhìn sâu trong còn rất trắng sáng và mới nhé. Đó, và đây nữa. Tuyệt vời chưa ạ? Vâng, vậy thì một mẫu xe đẹp như thế này, tri ân 495 triệu đồng có hợp lý không ạ? Nếu hợp lý thì xin mời các bác đến tại địa chỉ đối diện khách sạn Trường Thành, đường An Định, thành phố Hải Dương,
hoặc gọi ngay cho Phúc Yo 0967527887 hoặc 0935323333 các bác nhé. Vậy thì xin mời tất cả anh chị chúng ta dành một chút ít thời gian đi xuống phần gầm để thấy được giá trị và chất lượng chiếc xe Senato 2017 bản Full 2.0 này. Thực sự nó có chất lượng như những gì mà Phúc Yo báo hay không? Và cảm ơn tất cả anh chị, các anh chị nhớ thả tim, thả like và đăng ký kênh để ủng hộ xe và đam mê. Xin mời tất cả anh chị đi xuống phần gầm đi ạ. Và cảm ơn các bác. Vâng, xin mời tất cả anh chị có thể tiếp tục chúng ta theo dõi phần gầm của chiếc xe. Nếu mua xe qua sử dụng mà các bác không xem được cái phần gầm thì thực sự là rất là lãng phí nhé. Đây, những cái nhựa zin của nó còn nguyên zin nguyên bản đây các bác này. Đấy, cái hai chúng ta đi vào cái máy để tránh cái trường hợp là máy bổ này, máy ngập nước bị ra này. Đấy, hoặc là ra máy hoặc dầu mỡ nó như thế nào. Thì các bác những cái dòng keo đỏ này là dòng keo zin này. Đấy, các bác lưu ý cho em nhé. Đấy, cái thứ hai những con ốc này không bị tháo vặn này. Đấy, máy nó như thế này cơ mà. Đấy, cả chân ốc máy nhá, là zin nhá, dòng keo nhá. Đó, các bác có thể thấy. Đấy, cả bên cạnh này, cạnh này, dòng keo zin của nó này. Đó, các bác có thể thấy nó rất là tuyệt vời. Cỗ máy như này chúng ta an toàn được, không sợ bỏ máy, không sợ bị ngập nước. Còn những cụ phanh thì đương nhiên là nó là hợp kim nhôm thì nó trắng rồi. Và những cái càng A là càng zin này. Đấy, càng A này, càng đỡ máy này. Các bác có thể thấy nhé. Đó. Đèn nó kín nhé, tôi không soi được cái đầu xi xem nào. Nó kín quá rồi. À, nhưng mà nó chuẩn, chúng tôi kiểm tra rất là kỹ rồi. Và cái hai là cái phần gầm thì các bác có thể thấy ngay là đương nhiên là cái phần gầm nó mãm bám đất cát thì nó có nhơ bẩn. Đấy. Nhưng các bác có thể thấy ngay là từ những cái tấm nhựa bảo vệ gầm là nó cũng còn nguyên zin nguyên bản nhé. Không bị gãy vỡ chẳng hạn như thế. Thì các anh chị xem tiếp cho tôi này. Những cái hộp sàn này, nó xanh. Đấy. Có nghĩa là nó không bị han mục mọt. Đấy. Ví dụ như vậy này. Là lòng tôn của nó này, nó xanh nè. Còn cái ông bô này thì đương nhiên nó chịu nhiệt nóng thì nó có cái màu đỏ rồi. Đấy, còn bao vô lê zin này thì chúng ta không sợ bị nó va chạm từ bên ngoài hoặc sầm gầm, vì nó là cái lưỡi tôn rất là mỏng. Và đây là cái điểm thoát nước nữa, lưỡi tôn rất là mỏng nhé. Đấy, nó rất dễ bị tổn thương mà nó còn chuẩn zin như này là ok rồi. Chúng ta xem hai bên bao vô lê chọn zin căng đét từng đinh bấm nhé. Đấy, thì các bác đã an toàn về cái thứ hai. Và cái thứ ba thì đương nhiên là cái càng đằng sau đây nó là đấy, nó là thép dày rồi thì đương nhiên là nó không thể tổn thương được, đúng không ạ? Trừ khi va chạm quá mạnh thôi. Thì các bác xem những cái mép chuẩn này. Thì không bao giờ bị tổn thương. Cái mép của nó vẫn thẳng căng này, sắc lẹt này. Thì yên tâm là bình xăng không bị méo bẹp. Thì có nghĩa là không bị chạm gầm. Cái bình xăng nó là tôn mỏng. Đấy. Đó. Và bô thì đương nhiên rồi. À, những phần này thì nó ưu tiên những cái vật liệu cao cấp thì nó cứ trăng sáng thôi, các anh chị ạ. Nó trăng sáng nhé. Đó. Thì chúng ta theo dõi tiếp những cái đầu chassis này. Đấy, chẳng hạn như nó không bị đâm va này, đầu chassis nguyên zin nguyên bản của anh chị nhé. Đấy, cả cạnh những ràng nhựa đằng sau này. Đấy, từ cái tem mác là nguyên zin nguyên bản rồi. Đấy, còn đây thì từ trong sâu kia thì nó có cái tấm này đỡ và cụ phanh, cái này 4 phanh này, hệ thống treo này. Đấy, rất ok nha các bác nhé. Đấy. Thì các bác mua một chiếc xe như thế này, những cái ô tôn sau này, cua lốp dự phòng này, vì những cái dập tôn mỏng này mà nó va chạm nó méo bẹp là không lắn được đâu, không lắn nó để lại vết tích, thì các bác xem nó chuẩn như thế này là ok rồi. Thì cái mép của nó nhá, cái mép này nó phẳng căng này. Đấy. Cua lốp dự phòng vậy thì nó sẽ an toàn cho các bác khi mua một chiếc xe qua sử dụng các anh chị nhé. Đó, và cảm ơn các bác rất là nhiều. Đó, các bác mua xe chất thì cứ đến xe và đam mê, các bác sẽ yên tâm để đảm bảo chất lượng của chiếc xe.